Hello, xin chào anh em. Mình là Minh Khang đến từ Coin68. Thì ngày hôm nay lại là mình đây. Và trong video này mình sẽ cập nhật những tin tức thị trường diễn biến mới nhất trong những ngày qua đến cho anh em. Thì có một phần mình muốn chia sẻ là hôm nay cái giọng của mình nó không có được tốt, tại vì mình cũng đang bị cảm nhẹ. Nên có gì anh em có thể thông cảm cho mình. Nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức để trong video này mình có thể đem đến những cái nhìn nó mới nhất và tổng quan nhất cho anh em nha. Ok, mình cũng bắt đầu video thôi. Thì như anh em đã thấy trên màn hình đó, thì trong một tuần qua thì chắc hẳn là không chỉ riêng mình đâu mà rất nhiều anh em trên cộng đồng thị trường tiền mã hóa thì cũng rất là vui rồi, tại vì là Bitcoin đã có một cái sức bật tăng trưởng rất 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 là mạnh mẽ. Và hiện tại thì Bitcoin đã điều chỉnh nhẹ rồi, tại vì anh em cũng có thể hiểu được rằng là khi mà nó tăng trưởng rất là nhanh á thì nó cũng phải có một cái sự điều chỉnh nhẹ lại và nó chậm chậm lại, chứ khi mà cái gì nó tăng quá nhanh thì nó cũng sẽ sụp nhanh mà thôi. Thì cái đó là một trong những cái quy luật bất biến ở trong thị trường tiền mã hóa mà thôi, đúng không anh em? Giống như anh em thấy rằng là Bitcoin, khi mà chúng ta so sánh với những đồng coin khác như là chúng ta đã có xu hướng meme coin nè, đó nó tăng trưởng rất là nhanh, nhưng hiện tại thì dường như là tất cả đều đi vào lòng đất mà thôi. Thì Bitcoin thì chắc chắn là không phải như vậy rồi, tại vì là ông vua của thị trường tiền mã hóa mà. Khi mà tăng như vậy nó cũng phải có những cái nhịp điều chỉnh nhẹ lại để tiếp tục lấy đà để bật tăng trong những xu hướng sắp tới. Và mình rất là và mình và cái này là theo quan điểm của mình á, thì trong tháng 8 này thì là một cái tháng mà rất là tích cực đối với giá của Bitcoin. Đây, nên anh em yên tâm nha. Ok, thì đó là về giá của Bitcoin đã di chuyển trong những ngày qua. Thì về cái dữ liệu on-chain đầu tiên mà mình muốn đem đến cho anh em á, tức là về cái số lượng giao dịch hoạt động cũng như là cái tính, mình gọi tóm tắt lại là cái hoạt động tích cực của Bitcoin nó đã diễn biến như thế nào. Thì theo anh em cũng đã thấy á, thì trên một cái trang là cập nhật phân tích dữ liệu của Glassnode đấy, thì họ đưa ra một cái dữ liệu rằng là những cái hoạt động của Bitcoin như là địa chỉ ví nè, hoạt động trao đổi nè, thì mình gọi tắt lại là những cái hoạt động của Bitcoin nó đã di chuyển một cách rất là tích cực trong tuần qua, khi mà nó tăng đến 30%, là từ mức khoảng là 250.000 đến 325.000 hoạt động mỗi ngày đó. Và cái điều này á, khi mà anh em có thể thấy trên cái hình ảnh này, cái điều này nó chỉ xảy ra vào khoảng thời gian là vào quý 2 năm 2020 nè đó, và những cái khoản này. Thì tại sao mình lại nhấn mạnh những cái khoản này? Tại vì nếu anh em đã gắn bó với thị trường từ năm trước kéo dài cho đến năm nay, hoặc là đối với những anh em chưa biết thì mình cũng xin giải thích luôn là vào những cái khoảng thời gian này của năm 2020 á, thì anh em có thể thấy đây là những cái khoảng thời gian khi chớm nở để Bitcoin bắt đầu có một cái sự tăng giá mà mình hay gọi là một cái siêu chu kỳ đó. Từ những cái khoảng giá như thế này thì anh em có thể thấy được rằng nó tương quan với cái thời điểm hiện tại ở những cái địa chỉ hoạt động cũng như là những cái hoạt động tích cực trên mạng của Bitcoin. Thì điều này nó lại cho chúng ta một cái bức tranh tương quan để mà chúng ta có thể hướng tới việc là chúng ta sẽ lặp lại một cái siêu chu kỳ này lại một lần nữa trong tương lai. Thì đây là một cái tín hiệu tốt nha anh em. Về cái dữ liệu net flow của Bitcoin, tức là cái số lượng Bitcoin được rút ra và được đẩy lên sàn giao dịch hàng ngày á, thì tính tới ngày hôm nay thì nó đã có một chút đảo ngược rồi. Thì tại vì Bitcoin đang trong giai đoạn điều chỉnh giá mà, nên là số lượng Bitcoin đã được đẩy lên sàn trong ngày hôm nay thôi. Nhưng mà nếu chúng ta xét tổng quan trong một tuần vừa qua á, thì anh em có thể thấy được rằng là số lượng Bitcoin được rút ra khỏi các sàn giao dịch nó dường như là nó hoàn toàn nó vượt trội hơn số lượng Bitcoin được đẩy lên sàn nữa. Nó lên tới khoảng là trong 3 ngày này nè anh em có thấy cái cây nó dài dài rồi đó, trong 3 ngày này là nó tương đương với khoảng là 100.000 Bitcoin được rút ra đó. Thì đây lại là một cái tín hiệu cho chúng ta thấy được rằng là ở cái giá hiện tại thì các nhà đầu tư, các nhà giao dịch sẽ sẵn sàng chấp nhận việc thu mua Bitcoin hơn là việc đẩy nó lên sàn và bán nó ra đó. Thì cái vấn đề đó là cái vấn đề mình sẽ giải thích cho anh em ha. Và một cái bức tranh thứ ba mà mình muốn mang đến cho anh em chính là lượng thanh khoản của Bitcoin. Đây là một cái điều khá là bất ngờ đối với mình, tại vì là khi mình nhìn vào cái dữ liệu này á, mình cảm thấy là nó dường như nó quá độ bất ngờ với mình đi. Tại sao? Tại vì là cái sức thanh khoản của Bitcoin nó dường như nó đã phá được cái đỉnh trước đây vào tháng 4 nè anh em. Đây anh em có thể thấy cái đường màu vàng này là cái sự thanh khoản của Bitcoin ha, còn cái đường màu đen này chính là giá của Bitcoin. Thì nó dường như nó đã phá được cái đỉnh vào hồi tháng 4 khi mà giá của Bitcoin đạt khoảng là 64.839 đô. Đó là cái ATH của Bitcoin. Thì cái điều này nó cho mình thấy được rằng là gì? Nó cho mình thấy được rằng là dường như các tổ chức, các
tay chơi lớn hơn, cái cá mập lớn hơn, dường như họ đã thu mua một số lượng lớn Bitcoin rất rất là nhiều kể từ sau một sự cố bán tháo vào ngày 19 tháng 5 đó. Và điều đó nó đã đẩy cái sức thanh khoản của Bitcoin lên tới đỉnh, và hiện tại khi mà nó đã phá được cái đỉnh này rồi mà giá của Bitcoin đang ở mức này thì chắc chắn thì câu chuyện tương lai thì anh em có thể dễ dàng nhận biết ra được rồi, đúng không? Thì điều này sẽ tác động rất là tích cực tới giá của Bitcoin, tại vì khi anh em thấy rằng là thanh khoản càng nhiều, người ta giao dịch càng nhiều, người ta càng quan tâm đến một cái gì đó, thì đó là một cái động lực rất 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 là quan trọng để có thể thúc đẩy giá của một cái mặt hàng đó, của một cái thứ gì đó ha anh em. Ok, vậy thì đó là những chỉ số của Bitcoin mình muốn mang đến cho anh em trong ngày hôm nay. Vậy thì ở một bức tranh nó vĩ mô hơn về các hoạt động của các tổ chức ra sao trong tuần qua, thì cái tài liệu mình muốn mang đến cho anh em đầu tiên đây chính là State Street. Thì ông này là một cái nhà quản lý tài sản mà mình cũng muốn thông báo cho anh em luôn. Cái số quản lý tài sản của State Street á, thì nó rơi vào tầm khoảng 42.600 đô. Rất là kinh khủng đúng không anh em? Phải nói là cực kỳ kinh khủng với con số đó. Thì ông lớn này đã chính thức thông báo rằng là tôi sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền mã hóa và Bitcoin. Tại vì sao? Tại vì tôi cảm thấy được rằng là các doanh nghiệp tài chính truyền thống đang có một cái nhu cầu tăng vọt về cái vùng đất này, về cái lĩnh vực này, nên tôi quyết định tôi nhảy chân vào. Đó thì anh em có thể hình dung được rằng là một cái nhà quản lý tài sản đến 42.600 tỷ đô la Mỹ, thì khi mà họ nhảy vào thì câu chuyện nó sẽ ra sao? Nó không phải là một cái doanh nghiệp triệu đô hay là hàng chục triệu đô hay là thậm chí mình nói đến hàng tỷ đô, mà đây là nhà quản lý tài sản 42.600 tỷ, họ đã quyết định rằng là họ nhảy vào. Thì trước khi họ nhảy vào họ cũng phải nghiên cứu đúng không anh em? Họ nghiên cứu về thị trường, họ nghiên cứu về tiềm năng thị trường, họ nghiên cứu về những cái biến số, những cái rủi ro về thị trường như thế nào thì họ mới quyết định nhảy vào. Thì đây là một cái thông tin mà mình cho rằng là rất là tích cực ở Bitcoin tại thời điểm hiện tại đó. Và tiếp nối ông lớn State Street thì chỉ một ngày sau thôi thì ông lớn Wells Fargo cũng đã tiếp tục. Thì đây cũng là một nhà quản lý tài sản lớn tại Hoa Kỳ, thì so với cái con số mà 42.600 tỷ vừa rồi của State Street á, thì Wells Fargo chỉ khiêm tốn ở mức là 2.000 tỷ thôi đó. Mình nói vui về cho anh em 2.000 tỷ thôi, thì họ cũng đã nhảy vào để họ cung cấp những cái dịch vụ crypto và cái dịch vụ Bitcoin cho những khách hàng nằm trong cái khuôn khổ quy định yêu cầu của họ đó. Thì đây là một cái hành động bất ngờ, tại vì đối với State Street á, thì trước đây á, họ cũng đã ủng hộ tiền mã hóa rồi, nhưng mà đối với Wells Fargo á, thì bây giờ là tháng 8 đúng không, thì vào tháng 5 á, thì Wells Fargo họ có nói rằng là chúng tôi đã nghiên cứu về tiền mã hóa, chúng tôi đã nghiên cứu về Bitcoin, nhưng chúng tôi cảm thấy rằng là đây là một cái thị trường nó quá là biến động và nó quá là rủi ro, vì vậy nên các khách hàng của chúng tôi sẽ gặp những cái bất lợi khi mà chúng tôi tham gia vào cái thị trường này. Nhưng anh em thấy không, chỉ vào 3 tháng sau thôi thì họ đã hoàn toàn thay đổi quan điểm đó, và hiện tại họ đã cung cấp dịch vụ Bitcoin, dịch vụ crypto của mình cho những khách hàng có đủ điều kiện đó. Mà ở đây mình muốn nhấn mạnh là những khách hàng mà họ có giá trị ròng tài sản cao, tức là những khách hàng họ giàu có đó. Thì đây là cái thông tin mà Wells Fargo đã tung ra sau một ngày cái thông tin của State Street. Thì với cái hình thức là cung cấp dịch vụ Bitcoin cho khách hàng, họ cũng chưa đưa ra một cái cách nó cụ thể, như là chẳng hạn như là họ có thể mua Bitcoin trực tiếp, là khách hàng của họ có thể mua Bitcoin trực tiếp, hoặc khách hàng của họ có thể mua Bitcoin thông qua bên thứ ba như là quỹ của Rescale Bitcoin Trust, hay là những quỹ ETF, hay là hợp đồng tương lai Bitcoin gì đó, thì họ chưa có công bố. Nhưng mà một cái thông tin họ đã xác nhận là chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ này cho khách hàng của mình đó. Thì chúng ta hãy đến với một ông lớn thứ ba. Thì ông lớn thứ ba là ông Saudi Aramco này. Thì đây là một cái, thực sự là đây là công ty lớn thứ ba thế giới này. Đó, một đế chế dầu mỏ, một đại gia dầu mỏ ở Trung Đông. Thì khi mà trước đây, cách đây 2 ngày á, khi mà mình biết được cái thông tin này á, thì trong lòng mình luôn tin tưởng rằng là đây sẽ là một cái cột mốc rất là huy hoàng cho Bitcoin trong năm nay. Tại vì anh em thấy trên thế giới mà bây giờ là công ty này là công ty lớn thứ ba thế giới mà họ chấp nhận họ bước vào cái lĩnh vực Bitcoin thì nó sẽ như thế nào đó. Và đã có rất nhiều đồn đoán cho rằng là đại gia dầu mỏ này thì sẽ bước vào lĩnh vực khai thác Bitcoin bằng cách sử dụng năng lượng khai thác dầu mỏ của họ đó. Nhưng mà thật là đáng tiếc anh em, thì hôm nay mình xin đính chính lại với anh em
là tin đồn đó thực sự bây giờ là nó đã không còn tác dụng nữa, tại vì là đây là trang chính thức của Aramco thì họ nói rằng là những cái báo cáo hoặc những cái tin đồn mà liên quan đến việc công ty có thể chấp nhận cái hoạt động khai thác Bitcoin là không có đúng và hoàn toàn sai sự thật. Thì nó tương tự như ở video trước mình đã chia sẻ với anh em về góc nhìn của mình về sự kiện của Amazon, khi mà đã có những thông tin họ rò rỉ ra là Amazon sẽ chấp nhận thanh toán Bitcoin, sau đó họ lại bác bỏ hoặc phủ nhận cái thông tin đó, thì Aramco này cũng là một trường hợp tương tự. Thì mình vẫn tin chắc rằng là trong một tương lai gần thôi, biết đâu chúng ta có một cơ hội chúng ta được thấy được rằng là Aramco sẽ bắt tay vào việc khai thác Bitcoin bằng cách sử dụng những cái nguồn nhiên liệu, những cái nguồn tài nguyên rất là khổng lồ của mình, mà cũng rất là hợp lý đúng không anh em? Tại vì là bây giờ cái lĩnh vực khai thác Bitcoin mới đây chúng ta đã bị những cuộc đàn áp của Bắc Kinh, Trung Quốc, họ đàn áp rất là dữ dội, nhưng mà sau những cái cuộc đàn áp đó thì nó lại đi theo một cái quy luật, cái gì càng nén lâu thì nó sẽ càng bùng nổ mạnh mẽ hơn. Thì anh em có thể thấy bây giờ Bắc Mỹ họ đang vươn lên là vị thế gọi là số 1 về về khai thác, và những công ty, những tập đoàn lớn họ rồi vẫn đang tích cực trau dồi, tích cực bổ sung thêm những cái máy khai thác Bitcoin để hướng đến trong tương lai. Thì chắc chắn được rằng là khi mà nó đủ lớn thì nó sẽ tác động một cách rất là tích cực đến Aramco để họ thay đổi cái quan điểm đó. Và một thông tin tiếp theo là trong sáng nay thì Google, Google, ông hoàng này đã đem đến cho cộng đồng tiền mã hóa một tin rất là vui, tức là Google đã chấp nhận lại việc cho phép những cái quảng cáo về crypto, những cái quảng cáo về Bitcoin cũng như là những cái quảng cáo mà liên quan đến lĩnh vực tiền mã hóa quay trở lại để mọi người có thể tiếp cận nó trên Google. Đó, thì vào tháng 3 năm 2018 đó anh em, vào tháng 3 năm 2018 thì Google họ đã cấm tuyệt đối luôn. Họ cấm thẳng, họ nói là những cái gì mà liên quan đến tiền mã hóa, liên quan đến Bitcoin, liên quan đến bất cứ thứ gì về cái này thì chúng tôi không chơi. Đó. Nhưng trong ngày hôm nay họ đã chấp nhận cho chúng ta, họ đã mở một cái cánh cổng cho chúng ta quay lại rồi bằng những cái hiệu lực mới đến từ họ, và cái tin này Google cũng đã xác nhận nha anh em, và nó sẽ có bắt đầu hiệu lực từ ngày 3 tháng 8 năm 2021. Thì bây giờ thời điểm mình làm video này là vào ngày 4 tháng 8, nhưng mà có lẽ ở bên Mỹ là vẫn đang là ngày 3 tháng 8, nên chúng ta sẽ bắt đầu được thực thi những cái đề xuất này, cái hiệu lực này sớm thôi. Thì đây cũng là một cái cơ hội để cho những cái người mà họ chưa biết về tiền mã hóa, những cái người mà họ đang tìm hiểu, những cái người mới họ đang bắt đầu bước chân vào lĩnh vực này, họ có thể lên Google để họ truy cập vào những cái nền tảng, những cái quảng cáo tiếp thị từ những ông lớn, từ những dịch vụ sản phẩm như là ví tiền mã hóa, là tiền mã hóa là gì, hoặc là những cái thông tin về tiền mã hóa, để từ đó nó lan rộng hơn nữa. Tại vì anh em đã thấy là được rằng á, là cái gì không biết, ông cha ta có câu là cái gì không biết thì lên Google. Đó, thì khi mà Google đã mở một cái cánh cổng ra như vậy rồi thì dĩ nhiên là cái mức độ phủ sóng của crypto và Bitcoin nó sẽ có một cái nền tảng nào đó để nó có thể nó mở rộng hơn nữa. Nhưng mà Google họ cũng có một số cái yêu cầu nhất định nha anh em, là không phải những cái nền tảng nào nó cũng không phải những cái dịch vụ quảng cáo nào cũng được chạy trên cả. Họ không chấp nhận việc phát hành ICO. Đó, tức là anh có thể quảng cáo tiếp thị Bitcoin, anh có thể quảng cáo những cái thông tin về tiền mã hóa, nhưng mà riêng ICO tôi cấm. Và những doanh nghiệp, những dịch vụ, những công ty nào muốn quảng cáo trên đó thì đều phải đăng ký với FinCEN. Và mình nói một chút ở đây FinCEN là gì, tức là FinCEN là một cái tổ chức, họ một cái mạng lưới, một cái tổ chức mạng lưới họ thực thi cái việc gọi là chống những cái tội phạm tài chính như là việc rửa tiền, là việc khủng bố chẳng hạn. Đó, thì anh nào mà muốn đem lên Google để quảng bá đến mọi người nhiều hơn, để quảng bá về vấn đề Bitcoin và tiền mã hóa, thì anh phải bắt buộc đăng ký với FinCEN, thì Google chúng tôi mới xét duyệt cho anh để anh lên cái đó. Đó, nhưng mà đây cũng là một tín hiệu tích cực nha anh em, tại vì là sau 3 năm rồi, đã 3 năm rồi kể từ năm 2018 thì đến ngày hôm nay thì Google đã mở cửa trở lại. Và điều này nó càng chứng tỏ được rằng là cái gì nữa, nó càng chứng tỏ được rằng là cái cuộc chơi Bitcoin của chúng ta chỉ mới là khởi đầu thôi. Chúng ta đã mất một khoảng thời gian khá dài để chúng ta xây dựng được niềm tin, để chúng ta xây dựng được sự trưởng thành. Đó, trong trong cái cuộc chơi của chính mình, và chính những cái sự trưởng thành này, chính những cái niềm tin này đã tác động tới những ông lớn để họ tin tưởng được rằng là đây không phải là một cái bong bóng, một cái gì đó mà scam, một cái gì đó mà không có tương lai. Đó, thì khi mà họ đã tin tưởng vào cái sự trưởng thành của chúng ta rồi thì họ mới có những cái hành động như thế này. Đó là một cái điều đáng mừng mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em. Ha. Và
một thông tin tiếp theo đó chính là về Gary Gensler. Đây thì Gary, dành cho anh em nào chưa biết á, thì Gary Gensler là chủ tịch mới của ủy ban chứng khoán giao dịch của Hoa Kỳ. Thì ông á thì mới đây á, là vào ngày 4 tháng 8 đây, chỉ mới đây thôi, thì ông có đăng tải một cái video này đó, một một cái video để nói về những cái quan điểm của ông về thị trường tiền mã hóa, về Bitcoin, về stablecoin, về DeFi và ETF. Thì mình tóm tắt lại cho anh em á, là trong trong cái cuộc nói chuyện này của ông khi mà đăng tải cái video này, thì nó xoay quanh vấn đề nhấn mạnh rằng là ông muốn bảo vệ những nhà đầu tư khi tham gia vào lĩnh vực tiền mã hóa cũng như là tầm quan trọng của stablecoin đó. Thì dành cho anh em nào đã theo dõi trước đây á, thì trước đây thì cái thị trường tiền mã hóa của chúng ta, những cái luật lệ, những cái quy định dành cho các sàn giao dịch thì nó vẫn chưa được củng cố và chưa được bảo vệ cụ thể như bên chứng khoán. Thì Gary Gensler là một là khi từ khi ông lên ông đảm đương cái vị trí là chủ tịch mới của SEC đó, thì ông có làm việc với quốc hội rồi, ông nói rằng là tôi muốn là những cái nhà đầu tư tiền mã hóa, những nhà đầu tư trên các sàn giao dịch cần phải có một cái khuôn khổ quy định luật lệ hợp lý. Tại vì sao? Tại vì họ cũng có quyền được bảo vệ, họ cũng có quyền được hưởng những cái chế độ, những cái chính sách tương tự như thị trường chứng khoán. Thì đây là một cái điều tuyệt vời, mình nghĩ là tuyệt vời, mà Gary Gensler muốn nhắm đến dành cho các nhà đầu tư, các nhà giao dịch ở bên thị trường crypto. Thì trong cái video này thì ông lại củng cố cái quan điểm đó một lần nữa. Nhưng điều mình muốn chia sẻ đến cho anh em ngay lập tức trong hôm nay chính là ông đã đề cập đến vấn đề là Bitcoin ETF. Thì ông thì đây dường như là một cái mảnh ghép, một cái gợi ý mà ông muốn đưa đến cho chúng ta rằng là ok, SEC sẽ cân nhắc việc phê duyệt một Bitcoin ETF, nhưng cái này là theo quan điểm cá nhân của mình thôi nha. Nhưng trong video ông đã nói được, nhưng trong video á, thì ông nói rằng là các quỹ ETF có liên quan đến họ có liên quan đến là hợp đồng Bitcoin tương lai của CFTC, tức là quỹ giao dịch trao đổi và hàng hóa của Hoa Kỳ á, thì ông vẫn đang rất là háo hức để mà mong chờ rằng là nó sẽ làm được cái gì đó. Và trước khi ông đưa ra những cái lời nhận định đó, những cái lời nhận định có cánh về Bitcoin ETF, thì ông nói rằng là tôi chỉ đang nói trên quan điểm cá nhân của tôi mà thôi, chứ tôi không nói trên quan điểm là tôi đang đại diện cho SEC để nói được cái điều này. Tức là ông nói ông đang đưa cho chúng ta một cái nhìn riêng tư của ông vậy, chứ không phải là một cái nhìn của một chủ tịch SEC, một cái nhìn của một người đại diện cho SEC để mà nói lên cái quan điểm đó. Thì cái điều này nó cho mình thấy rằng là đối với riêng cá nhân của Gary Gensler thì ông còn đã cảm thấy được là Bitcoin ETF đang có rất nhiều mặt có lợi, và ngay cả chính bản thân ông cũng mong muốn được rằng là hướng phát triển tích cực dành cho một Bitcoin ETF sẽ được ghi nhận trong tương lai. Vậy thì điều này nó cũng mở ra cho chúng ta rằng là rất có thể đối với một người đang là chủ tịch của SEC mà đã nghĩ như vậy rồi, thì trong một tương lai gần, việc phê duyệt Bitcoin ETF đối với SEC thì chỉ là một điều nó xảy ra và chúng ta cần phải có thời gian để chúng ta chứng kiến được cái thành tựu đó, đúng không anh em? Ok, vậy thì đây, thì ông cũng đã đăng tải này, đăng tải video này. Thì chúng ta phải đặt một một cái câu hỏi tại sao nữa rằng là một người đứng ở cương vị chủ tịch như SEC đó, tự nhiên lại đăng một cái video nói về crypto, trong khi rất nhiều nhà chức trách của Hoa Kỳ cũng như là luật lệ tại Hoa Kỳ cũng như là Thượng viện, Hạ viện rồi các thứ, những cái bộ máy trong đó, những cái cơ quan họ liên tục, họ chống đối về crypto. Mà bây giờ tự nhiên ông lại đăng một cái video, và anh em thấy một cái điều ngạc nhiên khi là khi mà một người họ đăng một cái video họ nói về crypto, họ nói tốt về crypto, thì những người đó họ rất đam mê về cái đó và họ muốn lan truyền một cái ngọn sóng tích cực đến cho cộng đồng đó. Nhưng tự nhiên một người đang ở trong một cái cơ quan dường như là thực thi pháp luật, và dường như là nó có những cái móc xích đó, những cái móc xích phản ánh những cái chiều hướng nó đối lập nhau như vậy đó, cơ quan pháp luật thực thi như vậy, thì tự nhiên bây giờ lại đăng một cái video nói về crypto. Thì anh em có thể thấy được rằng là thông qua đó chúng ta có thể nhận định được là sự ảnh hưởng của crypto nó đang ngày càng trở nên có sức nặng hơn rất là nhiều đó nha. Nó thì đã có rất nhiều bình luận đây, và mình cảm thấy rằng là một thông tin khá là vui khi mà một cái bình luận ở dưới Gary Gensler nói rằng là ủa vậy thì về cái sự việc Ripple thì sao đó, thì cũng thông qua cái video này thì mình muốn gửi đến anh em đang theo dõi sự kiện này ha. Thì Ripple và SEC vẫn đang có những cái giằng co nhất định với nhau, nhưng mà theo cái diễn biến mới nhất á, thì mới đây thì Ripple đã yêu cầu tòa án của Hoa Kỳ á phải có được bằng chứng của Binance đó, sàn giao dịch Binance của CZ đó anh em. Thì tại vì sao? Tại vì là
cái lập luận mà Ripple đưa ra là chúng tôi hoàn toàn không có vi phạm gì theo một cái điều luật chứng khoán vào một năm tại điều luật chứng khoán năm 1933 của Hoa Kỳ cả. Tại vì là bạn sẽ vi phạm vào điều luật đó và vi phạm vào cái nguyên tắc đó nếu mà bạn chào bán chứng khoán ở trong nước, nhưng Ripple lại không thực hiện hoạt động đó, Ripple thực hiện ở các sàn giao dịch nước ngoài. Và tài liệu của Binance là một bằng chứng có thể giúp cho Ripple minh oan được trong cái phạm vi này đó. Thì đây là một cái dạy thì đây là một cái diễn biến mới nhất thôi. Thì trước đây, trước Binance thì Ripple cũng đã yêu cầu tài liệu bằng chứng từ những sàn giao dịch nổi tiếng là Bitstamp, Upbit hay là Huobi rồi, thì Binance là một cái tên mới nhất, và đây là một cái bước chuyển đổi rất là lớn. Tại vì là cái sàn giao dịch kia thì nó cũng lớn đó, nhưng mà hầu như là ít ít ai quan tâm. Nhưng mà đối với riêng Binance thì bây giờ Binance đã vào cuộc với cái sự kiện này, thì mình nghĩ rằng là cái diễn biến sắp tới nó cũng sẽ rất là căng thẳng nha anh em. Ok, vậy thì chúng ta hãy đi đến một cái tâm điểm trong tuần này, một altcoin tâm điểm trong tuần này mà mình hay thường gọi vui với bạn bè của mình, rằng là nếu Bitcoin là ông vua thì Ethereum giống như là hoàng hậu vậy đó, hoàng hậu trong cộng đồng crypto. Thì anh em có thể thấy rằng là trong tuần này thì Ethereum sẽ diễn ra việc hard fork London, và sẽ có một cái bản nâng cấp, gọi là bản nâng cấp đề xuất, gọi là EIP 1559. Thì về phía đội ngũ của Coin 68 thì bên mình cũng đã làm một video nói về cái ảnh hưởng của EIP 1559, cũng như là những cái yếu tố đằng sau cái đề xuất này, nó có tác động gì tới giá của Ethereum hay không, nó có tác động gì tới việc phát triển của Ethereum cũng như là những cái cơ cấu của cái đồng coin này không. Thì anh em có thể xem ở trên cái kênh của Coin 68, và mình sẽ để những cái và mình sẽ để video đó ở dưới phần bình luận để cho anh em tiện theo dõi ha. Và một phần nữa, nếu tại vì mình biết được rằng là có rất nhiều anh em, mỗi người mỗi sở thích mà, mình có nhiều anh em muốn là mình nghe những cái mình mổ xẻ ra bằng video, mình nghe mình cảm nhận nó, nhưng mà có rất nhiều anh em lại không có sở thích trên, mà chỉ thích mình tự tìm hiểu qua những con chữ, qua những bài viết. Thì anh em yên tâm nha. Đây anh em phải truy cập vào trang của Coin 68 này, thì ở trên đây nó có một cái thanh, một cái kính lúp với anh em, thì để tìm hiểu về EIP gạch 1559 thì anh em có thể vào đây anh em nhấn như vậy. Thì ở trên trang của Coin 68 sẽ hiện ra tất cả những bài viết về EIP 1559 từ giai đoạn trước khi hard fork của mình lên luôn, trước khi giai đoạn của hard fork London luôn. Tại vì là đây là một cái bản nâng cấp mà cộng đồng đang chờ đợi rất 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 là nhiều đó, mà hard fork Berlin không có và đến bây giờ mới có. Thì anh em nào quan tâm thì bên mình cũng đã đáp ứng đủ cho anh em về video, về bài viết đó, để dành cho anh em nào có những cái sở thích nó riêng biệt nhau thì mình có thể mình tìm hiểu ha. Ok, vậy thì đó là bản nâng cấp sắp tới của Ethereum. Vậy thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào ha? Thì đầu tiên mình muốn đưa cho anh em một cái chỉ số, là chỉ số của việc staking trong cái hợp đồng Ethereum 2.0 nó đang diễn biến như thế nào, để mình kéo cái bảng này qua đây cho anh em theo dõi nè. Đây đó, thì anh em có thể thấy được rằng là cái số lượng staking của Ethereum trong hợp đồng Ethereum 2.0 nó chỉ càng ngày nó càng tăng lên thôi, nó không có giảm một cái tí nào cả. Trong khi đây anh em thấy, khi mà Ethereum đạt mức giá gọi là 4.000 đô, nó khoảng 4.000 đô, thì cái con số cái việc mà staking Ethereum nó ở mức này đó, và khi mà giá nó đi xuống như vậy thì tâm lý của các nhà đầu tư thường thường sẽ đi xuống theo. Nhưng mà đối với riêng hợp đồng Ethereum 2.0 thì con số này nó vẫn tăng lên đó, nó tăng lên. Và hiện tại thì đã có 6, cái này là 6,5 triệu nha anh em, 6,5 triệu Ethereum chứ không phải là 6,5 triệu đô ha. 6,5 triệu Ethereum đã được stake vào hợp đồng Ethereum 2.0, và con số này nó đang ngày càng tăng lên. Điều này chứng tỏ rằng là niềm tin của các nhà đầu tư vào cái việc hoàn thành Ethereum 2.0, chuyển đổi từ cơ chế Proof of Work sang Proof of Stake là rất lớn. Thì để đối chiếu cái thì tại sao mọi người lại cái con số staking này nó lại càng nó đi cao như vậy, thì JP Morgan đã ở những video trước đây mình cũng đã lập luận bằng cách là JP Morgan, một cái gã đầu tư ngân hàng, một gã ngân hàng đầu tư tài chính lớn, gần như là lớn nhất ở Hoa Kỳ, thì nói rằng là cái xu hướng
sẽ là một trong những cái xu hướng mà có thể là bùng nổ nhất trong tương lai. Và đối với Ethereum thì Ethereum sẽ là một cái đại diện duy nhất để có thể dẫn đầu cái ngọn sóng này vào năm 2025. Thì cái con số này nó sẽ không dừng ở đây đâu, mà nó sẽ chạm 40 tỷ đô cơ anh em. Đó thì điều này nó sẽ kích thích rất là nhiều các nhà đầu tư, và nhất là trong giai đoạn tuần này nữa, khi mà cái sự kiện là EIP 1559 cũng như là Hashflare nó sẽ diễn ra, thì sẽ kích thích các nhà đầu tư để đẩy những cái con số này nó cao hơn ha. Vậy thì điều này nó cũng kéo theo là số lượng người đó staking hơn từ 32 Ethereum trở lên ở trong hợp đồng nó cũng tăng vọt theo. Đây em thấy không, nó tăng vọt kinh khủng luôn. Trời ơi, vào ngày mà đây, vào khoảng tháng 5, tháng 4, 19 tháng 5 đây, cái sự kiện sụt giảm này, dường như nó sụt giảm, tưởng như là nó sụt giảm theo, nhưng các nhà đầu tư đã đẩy một phát mà nó lên cái đường này, nên thấy nó tăng rất là đột biến, rất là cao. Trong khi khoảng thời gian trước đây nè nè, trong khi khoảng thời gian trước đây, khi mà vào những cái chuỗi năm 2020 nè, quý 4 năm 2020 tới năm 2021 đây, thì giá của Ethereum nó cũng tăng chứ, nó tăng nhưng mà cái con số này dường như là nó đi ngang. Nhưng mà trong thời điểm mà em thấy trong thời điểm gần đây, đây là thời điểm bắt đầu hash Berlin này, nó đẩy 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 lên rất là cao luôn, và sắp tới chúng ta sẽ có một bản hash phần lên lên nữa, thì mình không biết là cái con số này nó sẽ được đẩy tới đâu nữa. Đó thì đó là những cái tín hiệu mà rất rất là tích cực dành cho Ethereum ha. Ok, chúng ta tiếp đến theo là dòng chảy của Ethereum trên các sàn giao dịch sẽ như thế nào. Thì hiện tại á, thì dòng chảy của Ethereum trên các sàn giao dịch trong một tháng qua cũng như kéo dài đến thời điểm hiện tại, thì nó vẫn đang có chiều hướng là được rút ra, nhiều hơn là được đẩy lên để bán ha anh em. Thì điều này nó sẽ tạo ra một cái áp lực là nó sốc nguồn cung, tức là nguồn cung của Ethereum sẽ ngày càng khan hiếm hơn đó, sẽ ngày càng khan hiếm hơn. Thì đây là một cái động lực chính cho cái sự tăng giá của Ethereum. Thì mình cũng chia sẻ thêm là trong cái bản EIP 1559 cũng sẽ có một cái cơ chế là nó burn Ethereum, tức là nó sẽ thiêu hủy bớt một lượng Ethereum ha. Thì kết hợp với cái việc đó thì cái sự khan hiếm nguồn cung của Ethereum trong tương lai nó sẽ dần dần nó sẽ được đẩy nhanh hơn, đẩy cao hơn, và điều này nó sẽ làm cho Ethereum tăng giá. Đây, và cái bản là cái bản Ethereum dự trữ ở trên các sàn giao dịch hiện tại thì như thế nào? Thì đối với một cái xu hướng giá đang tăng trưởng của Ethereum như vậy, thì số Ethereum trên các sàn giao dịch vẫn được đẩy xuống rất là nhiều chứ không được đẩy lên. Thì điều này chứng tỏ cái sự sự thèm khát của các nhà đầu tư và các nhà giao dịch của Ethereum vẫn đang tiến triển rất là tích cực và mạnh mẽ ha anh em. Thường thì khi giá mà cao á, thường thì khi giá của một cái gì đó cao thì nó sẽ có một cái xu hướng là mọi người tranh nhau, mọi người đem lên, mọi người bán lên, mọi người lấy lợi nhuận. Tại vì cái tâm lý của chúng ta, bị ảnh hưởng từ sự kiện ngày 19 tháng 5 đến bây giờ nó vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nếu mà anh em nhìn vào cái chỉ số về cái chỉ số Fear and Greed Index này nè, nó vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Hiện tại là nó chỉ đang dừng lại ở mức gọi là mức sợ hãi thôi đó, và ngày hôm qua thì nó dừng ở mức trung lập, tức là cái chỉ số này nó phản ánh được cái cảm xúc tâm lý của các nhà đầu tư trên thị trường đang như thế nào đó. Thì vào tháng trước chúng ta thấy được rằng cái con số này nó cực kỳ kinh khủng anh em, nó rất là kinh khủng, nó khoảng ở tầm 12, 13, 14. Thì ở hiện tại á, thì cái con số này nó đã dừng ở mức trung lập rồi, nhưng mà nó vẫn đang thêm một chút về sợ hãi, tức là cái nhà đầu tư vẫn đang chưa hồi phục hoàn toàn tâm lý ha. Nhưng mà đối với cái biểu đồ Ethereum này, khi mà giá quay trở lại ngưỡng là 2.500 đô, 2.600 đô đó, mà các nhà đầu tư vẫn với cái tâm lý mà các nhà đầu tư vẫn chưa hoàn toàn hồi phục như vậy, nhưng mà tại sao lượng dự trữ của Ethereum trên trên các sàn giao dịch nó vẫn tiếp tục đi xuống? Điều này là một tín hiệu tốt tiếp theo mà mình muốn được gửi đến cho anh em, tức là cái cơn sốt Ethereum bây giờ các nhà đầu tư vẫn quyết định rằng là chúng tôi sẽ mua, chúng tôi sẽ thâu mua nó, chúng tôi sẽ giữ nó, chúng tôi không hoàn toàn bán tháo vào thời điểm này, mặc dù cái chỉ số tâm lý chung đều cho thấy rằng là chúng ta vẫn chưa hoàn toàn hồi phục đâu. Đó anh em có thể thấy được là cái biểu đồ của Ethereum mình mở ra cái này cho anh em dễ hình dung ha. Thì hồi nãy Bitcoin á, nếu mà Bitcoin đóng 10 cây nến ngày liên tục xanh thì Ethereum lại là một câu chuyện khác nha anh em, để mình đếm cho anh em ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 cây nến ngày liên tục xanh và di chuyển liên tục từ khoảng giá từ 1.700 đô đến mức cao nhất là 2.700 đô. Đó thì nếu như anh em nào theo dõi trước đây á, thì khi mà bản Hartford Berlin vào tháng 4 á, thì sau Hartford Ethereum đã bùng nổ như thế nào đó, hoặc vào video trước, và cái video mà mình phân tích về Ethereum Classic mà mình lấy là Ethereum làm đối chứng á, thì vào năm 2018 sau Hartford Metropolis thì Ethereum đã tăng giá như thế nào, thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem rằng kịch bản nó liệu có xảy lại
liệu có xảy ra lại trên Ethereum khi mà hash for Nodal đã tiến tới rất gần rồi, chỉ trong nay mai thôi anh em. Ok, và một cái thông tin cuối cùng mình muốn gửi đến cho anh em, tức là một cái thông tin mình cho rằng cũng rất là khá thú vị, đó chính là sàn FTX, một trong những sàn giao dịch phái sinh hàng đầu của toàn cầu, thì họ thông báo là họ sẽ trở thành đối tác của giải Liên minh Huyền Thoại Bắc Mỹ. Đây là một thông tin rất là lớn nha anh em, dành cho anh em nào đam mê game thì cũng đã hình dung ra được nó lớn như thế nào rồi, nhưng mà đối với những anh em mình không có chuyên môn về cái lĩnh vực này thì mình sẽ giải thích ngắn gọn ha. Thì bộ môn Liên minh Huyền Thoại á, cái game Liên minh Huyền Thoại là cái một cái game dường như là bây giờ là đứng top 1 rồi, rất là phổ biến đối với tất cả các quốc gia trên thế giới luôn, và họ thường xuyên có những cái giải đấu như là giải đấu chung kết thế giới vào hàng năm, thu hút được rất nhiều lượng khán giả cũng như là rất nhiều dòng tiền họ đổ vào đó. Thì LCS này là một cái giải mà giữa các câu lạc bộ ở khu vực Bắc Mỹ, thì Bắc Mỹ cũng là một cái khu vực có vé tham gia vào vòng chung kết thế giới đó anh em. Và một cái thông tin rất là hay nữa ở cái khu vực Bắc Mỹ này, tức là họ có những tổ chức gaming rất là chỉnh chu và chuyên nghiệp, thậm chí nó là một cái cả hệ sinh thái luôn đó. Thì FTX bây giờ đã là đối tác của cái giải đấu tại Bắc Mỹ này rồi đó, thì đây là một cái thông tin cũng rất là lớn ha. Mà tại sao nó lớn thì đây anh em có thấy là mình sẽ cho anh em một cái thông tin đây anh em, thì cái tổ chức thể thao là tổ chức của Cloud9, thì Cloud9 cũng là một trong những đội tuyển tham gia vào cái giải đấu Bắc Mỹ này, thì anh em có thấy là cái hệ sinh thái của Cloud9 nó hùng mạnh như thế nào. Đây anh em thấy phần partner này, đây partner ha, click là đây partner, thì mình click lại cho anh em để cho anh em là dễ theo dõi, tức là những cái đối tác của họ bao gồm những ai, thì anh em có thấy rằng là đối tác của họ toàn những ông lớn sừng sỏ không? AT&T nè, BMW, đây ông hoàng xe hơi của Đức, EPOS, HyperX đó, chúng ta có gã khổng lồ công nghệ Microsoft ở đây luôn, chúng ta có Puma, chúng ta có Red Bull, Secret Lab đó. Thì và một ông lớn tiếp theo đó chính là Liquid. Thì Liquid và Cloud9 á, là hai cái đội tuyển mà nổi trội nhất ở ở cái khu vực này ha, và cũng có một đội tuyển khác là TSM. Thì ở thì anh em nào đã theo dõi về những cái hoạt động của FTX á, thì anh cũng biết là FTX dường như là đã có một cái cú bắt tay rất là mật thiết với TSM rồi đó. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu thêm hai gương mặt mới này nữa. Thì đối với Liquid á, thì Liquid anh em thấy là đối tác của họ cũng toàn những ông lớn sừng sỏ không, như là Honda nè, Trick nè, HyperX và cũng là Secret Lab. Thì tại sao mình lại muốn giới thiệu cho anh em, tại vì là khi mà FTX họ là đối tác của cái giải đấu này thì dường như là một cái giải đấu nó sẽ cần có khán giả để xem, và khi mà họ bước chân vào cái khu 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 vực Bắc Mỹ á, những cái đại diện này cũng là những cái đại diện mà ưu tú nhất để tham gia vào vòng chung kết thế giới trên toàn thế giới nha anh em, để cho khán giả có thể quan sát và theo dõi. Thì chắc chắn rồi, thì những khán giả mà họ yêu thích bộ môn Liên minh Huyền Thoại cũng như là khán giả họ quan tâm đến sự kiện này, chắc chắn một phần lớn họ sẽ chưa được tiếp xúc và chưa được nắm rõ về Bitcoin và tiền mã hóa. Nhưng khi mà FTX thực hiện một cái cú bắt tay như vậy á, thì không chỉ ở khu vực Bắc Mỹ đâu, mà khi mà họ ra đấu trường thế giới cũng sẽ có những cái khán giả khác trên toàn thế giới họ cũng xuất hiện rằng khu vực Bắc Mỹ có sự hiện diện của FTX, mà FTX là về lĩnh vực tiền mã hóa và crypto, từ đó cái làn sóng nó sẽ mạnh mẽ hơn. Thì đây là một cái sự kiện mà khi mà mình hình dung ra được một cái con đường của họ muốn đi, và họ đã tận dụng cái lợi thế rằng là cái bộ môn thể thao Liên minh Huyền Thoại này trên toàn thế giới và cái sự ảnh hưởng của bộ môn này đối với khán giả như thế nào, thì đây cũng là một cái việc tiếp cận rất là mới và cũng rất là khả thi hơn trong tương lai anh em. Tại vì là đa số những khán giả mà tiếp xúc với bộ môn này thì đều là những khán giả ở tầm tuổi mình thôi đó, tầm tuổi mình, những người trẻ, những người năng động hoạt bát, thì khi mà họ biết đến crypto và tiền mã hóa thì dần dần nó sẽ mở rộng ra hơn, và điều này là một cái làn sóng rất là tích cực đối với cộng đồng nói chung. Ok, vậy thì đây là tất cả những gì mà mình muốn gửi đến anh em trong video lần này. Thì hy vọng những cái kiến thức mà mình đem lại cũng như là những cái nguồn thông tin mình mang đến cho anh em sẽ cho anh em những cái nhìn nó cụ thể nhất, nó tổng quan nhất, và cũng như cập nhật cho anh em những cái kiến thức nó có lợi ích. Và ok, vậy thì hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt anh em. Bye bye.